Đây là bản tin VOA Express của Đài tiếng nói Hoa Kỳ phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam, ngày 12 tháng 11 năm 2016. Nguyễn Trung kính chào quý vị. Tổng thống đắc cử Trump lên tiếng về các vụ biểu tình. Bà Clinton, màu tím hàn gắn và phụ nữ Việt Nam. Tàu tuần duyên Trung Quốc lần đầu cập bến Việt Nam. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Nhiều giờ sau khi các buộc báo chí khích động những người biểu tình chuyên nghiệp, ông Donald Trump hôm 11 tháng 11 bất ngờ thay đổi quan điểm, ca ngợi hàng nghìn người biểu tình đó là bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ vì đất nước vĩ đại của chúng ta. Viết trên Twitter, Tổng thống đắc cử của Mỹ nói xin trích, yêu điều thực tế rằng các nhóm nhỏ người biểu tình tối qua đã bày tỏ cảm xúc vì đất nước vĩ đại của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng hợp lực và tự hào. Trong khi đó, hàng chục nghìn người trên khắp các tiểu bang từ New York đến California hôm 11 tháng 11 đổ ra các thành phố lớn trong ngày thứ ba liên tiếp biểu tình phản đối việc ông Donald Trump đắc cử tổng thống. Các cuộc biểu tình xảy ra ở Portland, Oregon, Chicago, New York và nhiều vùng khác quy tụ sự tham gia của hàng trăm người ở mỗi nơi, ít hơn con số hàng nghìn trong các cuộc biểu tình bùng phát ngay sau khi ông Trump đắc cử hôm 8 tháng 11. Tối 10 tháng 11, Tổng thống đắc cử thứ 45 của Mỹ đã lên Twitter chỉ trích người biểu tình, xin trích, vừa có một cuộc bầu cử tổng thống rất cởi mở và thành công. Giờ thì những người biểu tình chuyên nghiệp bị kích động bởi truyền thông, phản đối, thật bất công. Cảnh sát cho biết tại Portland tối 10 tháng 11, biểu tình trở nên bạo động khi hàng nghìn người tuần hành khắp thành phố. Người biểu tình đập vỡ kính, các cửa tiệm và đốt pháo. Tại Denver, người biểu tình đêm 10 tháng 11 đã phong tỏa quốc lộ Interstate 25 gần trung tâm Denver trong một lúc. Việc bà Clinton thừa nhận thất bại rồi bày tỏ hậu thuẫn cho Tổng thống đắc cử Trump sau một tranh cử đầy tranh cãi đã khiến phụ nữ Việt cho rằng bà giống như một nguyên thủ. Phát biểu hôm 9 tháng 11, cựu Ngoại trưởng Mỹ cho biết đã gọi điện chúc mừng ông Donald Trump và đề nghị làm việc với ông vì đất nước. Với phu quân Bill Clinton và con gái Chelsea đứng kế bên và trước hàng trăm ủng hộ viên cũng như các nhân viên, bà nói rằng chúng ta phải chấp nhận kết quả này và hướng tới tương lai. Một điểm nhấn trong khi cựu đệ nhất phu nhân Mỹ lên sân khấu phát biểu trước hàng trăm người, đó là màu tím đậm trên trang phục của bà, cũng như trên cà vạt của phu quân Bill Clinton. Không chỉ nhiều người trên mạng xã hội, mà một số tờ báo cũng cho rằng việc bà Clinton sử dụng màu chủ đạo, pha trộn giữa màu xanh nước biển đậm và màu đỏ của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa để chuyển đi thông điệp đoàn kết và hàn gắn. Dù bà không trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, bà Dương Thị Tân từ Sài Gòn nói với VOA Việt ngữ rằng cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đã truyền cảm hứng cho bà, cũng như những người phụ nữ khác ở mọi nơi. Bà Tân nói tiếp. Tâm lý phụ nữ mà, đương nhiên là bà cũng gây một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ. Đến như con gái tôi, cháu còn rất là bé thôi. Khi mà nghe tin bà không thắng, không thể mà vượt qua được ông Trump thì cháu cũng rất là buồn. Cũng bàn tán, cũng bình luận những cái chuyện thế này thế kia. Đương nhiên những người phụ nữ như chúng tôi ở Việt Nam và rất là nhiều người phụ nữ khác ở trên thế giới cũng rất là buồn. Cựu Ngoại trưởng Mỹ thất bại trước tỷ phú bất động sản thuộc phe Cộng Hòa trong cuộc đua gay cấn tới phút chót hôm 9 tháng 11. Trong chiến dịch vận động kéo dài, cả bà Clinton và ông Trump nhiều lần chỉ trích nhau kịch liệt và thậm chí còn gọi nhau là kẻ dối trá. Nhưng khi phát biểu thừa nhận thất cử, nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên của một chính đảng ở Hoa Kỳ còn thúc giục những người ủng hộ mình đoàn kết. Ông Donald Trump sẽ là tổng thống của chúng ta. Chúng ta cần phải mở lòng và cho ông ấy cơ hội lãnh đạo, bà Clinton nói, và bày tỏ hy vọng rằng tỷ phú bất động sản sẽ là một tổng thống thành công cho toàn bộ người Mỹ. Bà Dương Thị Tân cho biết bà từng theo dõi nhiều kỳ tổng thống trước đây, và theo bà, dù trong chiến dịch tranh cử, các ứng cử viên dùng nhiều cách để hạ bệ đối thủ, nhưng người chiến bại luôn có những bài diễn văn rất là cảm động, thể hiện sự đoàn kết với người đắc cử. Bà nói thêm. Tôi nghĩ rằng tất cả họ làm những cái việc như thế, thứ nhất là chứng tỏ họ là những người vì đất nước họ. Họ hòa giải, hòa hợp để họ xây dựng đất nước họ cho một nước Mỹ rất là cường thịnh. Và cái cách làm của bà Clinton, tôi nghĩ rằng là người nào trong cuộc tranh đua cũng sẽ làm như vậy. Và tôi không ngạc nhiên lắm. Bà Clinton là người thua cuộc, nhưng bà cũng thể hiện ở đó một người Mỹ yêu đất nước mình. Bà kêu gọi động viên mọi người hãy cùng chung tay gác lại những cái bất đồng và xây dựng một cái đất nước Mỹ cường thịnh. Bà đã thể hiện rõ bà là một người có đầy đủ phẩm chất của một người phụ nữ Mỹ, một người dù không làm tổng thống nhưng đã giống như một người đứng đầu đất nước.
Bà Clinton đã nhiều lần tới Việt Nam trên cả cương vị đệ nhất phu nhân cũng như ngoại trưởng Mỹ. Và việc ông Bill Clinton đóng vai trò quan trọng trong quá trình bình thường hóa quan hệ Hà Nội-Washington nên nhiều tờ báo ở Việt Nam từng coi gia đình Clinton là người bạn của Việt Nam. Dù bà đã phát biểu chấp nhận thất bại, không ít tờ báo ở trong nước vẫn cho rằng bà vẫn còn cơ hội lội ngược dòng vì cựu ngoại trưởng Mỹ nhiều hơn ông Trump về số phiếu phổ thông. Một chiếc tàu của lực lượng tuần duyên Trung Quốc hôm 10 tháng 11 cập cảng Hải Phòng bắt đầu chuyến thăm hữu nghị lần đầu tiên kéo dài 3 ngày. Sau khi được lãnh đạo, cảnh sát biển Việt Nam đón tiếp, lực lượng hai nước đã thi đấu giao lưu thể thao. Theo Tân Hoa Xã, người dân địa phương và các đại diện doanh nghiệp Trung Quốc ở Việt Nam hôm 11 tháng 11 đã được lên thăm tàu. Hãng tin nhà nước của quốc gia đông dân nhất thế giới còn cho biết rằng chuyến thăm của tàu tuần duyên Trung Quốc là một phần của thỏa thuận đạt được giữa hai lãnh đạo hai nước nhằm tăng cường tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ. Trong khi đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, chuyến thăm kéo dài từ ngày 10 đến 13 tháng 11 nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung, giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước nói riêng. Tháng trước, đội tàu hộ tống 23 của Hải quân Trung Quốc gồm 3 chiến hạm Tương Đàm, Châu Sơn và Sào Hồ lần đầu tới cảng Cam Ranh của Việt Nam để theo lời quan chức quốc gia đông dân nhất thế giới nhằm củng cố quan hệ hải quân. Tuy nhiên, chuyến cập cảng nằm ở tỉnh Khánh Hòa kéo dài 5 ngày này đã vấp phải sự phản đối của một số người dân trong nước. Ông Trần Bang, người từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, nói với VOA Việt ngữ rằng những hành động mà nhà hoạt động này nói là bạo lực của Trung Quốc đối với người Việt đã khiến ông và những người bạn khác phải lên tiếng. Khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu 981 vào khu vực mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình, tàu tuần duyên của nước láng giềng đã nhiều lần phun vòi rồng và đâm va vào tàu của người Việt. Các tay súng đã bắt cóc 6 thủy thủ Việt Nam và bắn vào một người khác hôm 11 tháng 11 khi một chiếc tàu chở hàng bị chặn ngoài khơi một hòn đảo phía nam Philippines, vốn là cứ địa của nhóm phiến quân Abu Sayyaf. Theo chỉ huy lực lượng tuần duyên Philippines, khoảng 10 tay súng vũ trang đã tràn lên boong tàu để bắt người khi tàu ở ngoài khơi hòn đảo Basilan và hiện chưa rõ số phận của những người bị bắt đi. Một người bị thương do bị bắn đã được đưa tới một bệnh viện địa phương để chữa trị, theo Reuters. Đây là vụ bắt cóc con tin thứ hai ở miền nam Philippines trong một tuần. Một số tờ báo ở trong nước gọi những tay súng trên là những kẻ khủng bố Philippines. Hồi đầu tuần, Abu Sayyaf, nhóm phiến quân tuyên bố trung thành với nhà nước Hồi giáo, đã bắt cóc một công dân Đức. Quân đội Philippines cho biết phát hiện xác một người phụ nữ là bạn đồng hành của người bị bắt cóc trên một chiếc thuyền buồm bị bỏ lại ở ngoài khơi một hòn đảo gần Basilan. Vụ tấn công mới nhất vào tàu chở hàng thương mại xảy ra chỉ vài giờ sau khi lãnh đạo Philippines và Malaysia đồng ý tăng cường hợp tác hàng hải nhằm ngăn chặn nạn hải tặc. Theo báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Philippines để làm rõ thông tin về vụ việc. Cục lãnh sự của Việt Nam cũng đã trao đổi thông tin với Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội để cùng hợp tác giải quyết vụ việc. Chính phủ Nga có tiếp xúc với các thành viên thuộc toán chính trị của Tổng thống tân cử Donald Trump trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ và biết hầu hết những người thân cận của ông Trump. Một trong những nhà ngoại giao cao cấp nhất của Nga tiết lộ với thông tấn xã Interfax ngày 10 tháng 11. Bị bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ cáo buộc là con rối của Tổng thống Vladimir Putin, sau khi ông Trump ca ngợi nhà lãnh đạo Nga, ông Trump đã bác bỏ những ý kiến cho rằng ông có dính líu với chính phủ Nga trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, trong phát biểu có thể gây khó khăn về chính trị cho ông Trump, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov xác nhận thực ra đã có một vài sự liên lạc giao tiếp giữa đôi bên. Ông nói thêm những sự liên lạc tiếp xúc ấy sẽ tiếp tục và rằng chính phủ Nga biết và đã tiếp xúc với nhiều đồng minh thân cận nhất của ông Trump, dù không nêu tên cụ thể. Quan chức ngoại giao Nga cho biết Moscow đã bắt đầu xem xét cách thức thiết lập những kênh thông tin chính thức để liên lạc với chính quyền Trump. Một nữ phát ngôn viên của ông Trump không đáp ứng các yêu cầu bình luận tức thời về tin này. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Xi Jinping ngày 10 tháng 11 tuyên bố Tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump nên nhận thức rõ những lợi ích của hợp tác kinh tế với Trung Quốc sau khi ông Trump thách thức nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới trong chiến dịch vận động tranh cử. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở London, ông Xi mô tả những hứa hẹn của ông Trump thách thức Trung Quốc chỉ là những luận điệu hùng biện để thắng cử và liệu ông Trump có thực hiện hay không còn phải chờ xem. Qua lời một thông dịch viên, ông Xi nói, xin trích, tôi muốn nhấn mạnh đến sự hợp tác lâu dài giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, đặc biệt trên những lĩnh vực kinh tế. Sự hợp tác này đã có lợi cho cả người dân Trung Quốc lẫn người dân Hoa Kỳ.
Theo tôi, những thực tế đó cần phải được Tổng thống đắc cử và người dân hai nước công nhận. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cam kết sẽ đánh thuế trên những hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc để ngăn chặn việc Bắc Kinh phá giá đồng nhân dân tệ. voatiengviet.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế. Chính trị, đời sống xã hội, tình hình Biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng Internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger. Tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới. Chân giả đã vượt được một chặng đường dài từ những chân gỗ trông giống như một thanh gỗ đến các bộ phận giả công nghệ cao làm bằng carbon và titan, cho phép người tàn tật có thể chạy đua cùng với vận động viên lành lặn. Nhưng mục đích của những chiếc chân giả là giúp một số người đi lại bình thường. Một nhóm kỹ sư từ Blatchford dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất các bộ phận giả ở Anh đã tạo ra những đôi chân giả phối hợp đầu tiên có thể vận hành như chân thật vậy. Công nghệ mới cho phép bệnh nhân tự tin đi lại trên nhiều địa hình khác nhau và tăng sự thoải mái khi dùng chân giả. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết. Năm 2010, Rishi Vegas bị một tài xế say rượu tông phải. Anh bị chấn thương nghiêm trọng và trở thành người tàn phế. Khi đó anh mới 22 tuổi. Chính anh sinh viên ngành kỹ sư này đã giúp các chuyên viên làm bộ phận giả của công ty Blatchford tạo ra đôi chân giả mới có tên là Lix. Đầu gối và bàn chân không gây ra bất cứ vấn đề gì mà là khớp nối gắn vào chân là điểm gây khó chịu, khiến ta phải trở về thực tại. Và lúc ấy mới nhận ra rằng, ồ, tôi có một chân giả, nhưng có thể đi lại như bình thường. Links tự động điều chỉnh theo những địa hình mà người khuyết tật có thể gặp phải như lên cầu thang, leo dốc hoặc đi trên những mặt đất không bằng phẳng. Cổ chân có thể thích ứng với mặt đất, đầu gối có thể phản ứng nhạy hơn và từ cuối ngày, người khuyết tật được ổn định hơn và có thể đi lại. Tôi nhớ một người khuyết tật từng nói với tôi rằng tôi không còn phải nghĩ ngợi gì nữa, tôi chỉ cho chân giả vào và bước đi thôi. Links được trang bị bộ cảm biến để có thể liên tục thu thập dữ liệu hoạt động của người sử dụng, chẳng hạn như môi trường và địa hình. Điều đó cho phép bốn máy tính siêu nhỏ kiểm soát một xi lanh thủy lực ở cổ chân, xi lanh thủy lực và khí nén ở khớp gối. Các sợi carbon ở chân cũng giúp điều chỉnh nơi mặt đất không bằng phẳng. Các tính năng này giúp những người sử dụng Links tránh bị đau lưng, viêm khớp và phải trải qua phẫu thuật thay đầu gối là những điều mà gây khó chịu cho những người dùng chân giả truyền thống. Giáo sư Saeed Jahedi, giám đốc kỹ thuật của Blatchford cho biết điều đó có nghĩa là chân giả mới đắt tiền nhưng hợp lý trong một chương trình điều trị toàn diện suốt đời. Lĩnh vực kinh tế y khoa hay là khía cạnh kinh tế của việc chăm sóc bệnh nhân suốt đời trên thực tế sẽ giảm. Nếu không phải chi ra 10.000 bảng Anh để thay khớp hay chi phí đắt để chữa trị bệnh đau lưng, thậm chí các vết loét mô, cũng như giảm nguy cơ té ngã, tất cả những điều đó cộng chung lại thực sự cho thấy những lợi ích của nó. Links là một chân giả thông minh, trả lại cho người khuyết tật sự tự do và niềm vui khi có thể đi lại bình thường. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Nguyễn Trung xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin lần sau.